Xin chào các bác yêu thích xe đạp thể thao cũng như là các bác hiện tại mà đang kinh doanh về bên mảng xe đạp. Ngày hôm nay em làm một video duy nhất thông báo với tất cả các bác là em sẽ thanh lý toàn bộ số xe đạp thể thao, xe đạp địa hình này cho shop xe đạp An Tâm của em. Đấy, thì một cái video này em sẽ nói về cơ bản, thứ nhất là lý do tại sao thanh lý, thứ hai là thanh lý thì như thế nào và giá cả như nào, thì mong các bác là đón nhận cái video này xem hết nội dung. Điều đầu tiên lý do là em thanh lý là em chuyển cơ cấu kinh doanh sang lĩnh vực khác và em có chuyển cái địa điểm kinh doanh cho nên là thay đổi, thì em sẽ còn cái số xe này em thanh lý cho các bác này. Thứ hai do vừa rồi là em bận công việc vào miền Nam, em đầu tư trong đấy cho nên là ở nhà cũng ít có cười gọi là vận hành. Anh em kể bạn kỹ thuật cũng đi vào trong đấy với em cho nên là cửa hàng là hoạt động ít và hoạt động về lĩnh vực kinh doanh này. Lý do thứ hai là em thanh lý thì ưu tiên cho các bác làm cửa hàng, các bác lấy từ 5-10 con trở lên thì giá này em báo luôn là mỗi con so với giá trích của công ty là em báo luôn mỗi con là giảm 1 triệu so với giá em nhập, tức là bên em chịu lỗ 1 triệu luôn ạ. Thấy được chưa ạ? Thẳng thắn thôi. Đấy, ví dụ con này em nhập 5 triệu thì em bể các bác 4 triệu thôi. Đấy là giá nhập đã là 5 triệu rồi và em để cho các bác lại là các bác về kinh doanh là có lãi rồi. Đấy, ôm nguyên lô là có lãi luôn các bác nhé. Đấy là các bác lấy từ 10 con trở lên. Tổng số xe thì nhà em còn là 10 xe. Thế còn với các bác khách lẻ mua thì sẽ được giảm tùy theo con. Đấy, ví dụ có con giảm 500, có con giảm 1 triệu. Giảm là giảm so với giá nhập các bác nhé. Đấy, giá nhập ý, chứ không phải là cái giá bán đâu. Thế cho nên là số điện thoại các bác nhìn thấy chưa? Số điện thoại Zalo em để ở bên phía góc trái của màn hình nhé. Một số duy nhất thôi. Đấy là số bạn cũng là bạn nhân viên kỹ thuật chuyên lắp ráp xe bên cơ sở nhà em, bên shop nhà em ấy, sẽ tư vấn cho các bác về các cái mẫu xe. Thế còn ngay bây giờ đây em sẽ giới thiệu cho các bác một vài cái mẫu xe để các bác tham khảo cho các cái dòng này. Và dòng đắt nhất hiện tại bên nhà em là dòng 9 triệu. Thì khi các bác tham khảo cái mẫu 9 triệu đó thì sẽ được giảm từ 1 triệu và còn 8 triệu thôi so với giá nhập. Con đầu tiên em giới thiệu các bác là con Nui Gagler size 48. Con này giá thị trường hiện tại đang bán là với giá tầm độ khoảng hơn 7 triệu cho cái phiên bản này. Tuy nhiên là giá con này em chốt luôn cho các bác thanh lý luôn là giá 5 triệu 500 nghìn đồng. Đã bao gồm cước phí tặng cho các bác phụ kiện nếu bên em còn. Đấy. Còn cái gì thì bên em tặng cái đấy, đã gọi là thanh lý rồi cho nên là còn đèn em tặng đèn, còn còi em tặng còi, còn miễn phí ship cho các bác nhé. Và bên cạnh là một con Line và xe hoàn toàn mới đây các bác thấy là xe hoàn toàn mới luôn này. Xe hoàn toàn mới nhé. Con Line nhà em còn mấy con, 4-5 con rồi đấy. Thanh lý luôn cho các bác này. Con này thì các bác inbox để em báo giá, bởi vì con này nó còn 1, 2, 3, 4 con nữa. Còn nguyên là 4 con và nó còn các cái size và màu. Các bác kết bạn Zalo em gửi chi tiết cho nhé, hoặc gọi video. Bên em còn một con tay cong xe đạp đua của hãng Line. Con này thì giá đang bán là 7 triệu 2. Đấy, các bác chốt con này thì bây giờ bên em là báo giá luôn là 6 triệu 2. Đấy, các bác chi tiết thì các bác cứ qua Zalo em gửi hình ảnh chi tiết cho. Cái mẫu nữa đây là cũng là xe đạp Nike, con Califa. Cái bảng là gọi này là bảng này bản Pro. Con Califa này thì nó giá bán thì nó tầm độ khoảng 6 triệu rưỡi. Còn riêng con này thì bây giờ bên em thanh lý cho các bác là tầm 4 triệu rưỡi đến 4 triệu 7 gì đấy. Đấy bác nhé, giá rất rẻ luôn, hơn 4 triệu thôi. Ở đây là con Sunpeed hàng Đài Loan. Con này thì các bác cấu hình rất là cao. Con này giá là 9 triệu nếu các bác chốt con này. Nó còn mấy size đấy. Thì các bác chốt thì bên em sẽ để cái giá gọi là rẻ cho. Là tầm nó rơi vào tầm độ khoảng 7 triệu 2, 7 triệu rưỡi gì đấy. Nhanh quanh khoảng dưới 7 triệu rưỡi các bác nhé. Là các bác sở hữu được một chiếc xe đạp Sunpeed này rồi. Và bên cạnh đây là một chiếc xe đạp nữ, con Line nữ. Đấy, con này thì các bác mà mua nữ đi thì quá tuyệt vời luôn. Và đây là con Maven. Con này con Maven này. Hai con Maven, ba con. Và đây là còn 3-4 con Sunfit và một con Califa. Và bên trong nhà thì em còn một số xe nữa chưa lắp, nhưng mà nó cũng đều là dạng này thôi. Đấy, cho nên là các bác ngày hôm nay xem được cái video này, các bác làm cửa hàng có thể liên hệ bên em để xem trực tiếp. Địa chỉ em ở tại Tân Trung, Tân Yên, Bắc Giang, ship hàng toàn quốc nhé. Các bác làm đại lý thì liên hệ trực tiếp, có thể là sẽ có giá tốt hơn. Và đây là một trong những cái video em làm nội dung thanh lý toàn bộ cửa hàng. Đấy, rất là mong các bác quan tâm thì inbox trực tiếp qua Zalo cho em. Đấy, gọi là giá thanh lý rồi, tức là cái giá mà em chấp nhận lỗ.
Đấy, để em thanh lý hết đi để chuyển cái công việc kinh doanh và dọn cửa hàng. Đấy, cho các bác rõ được cái thông tin là như vậy. Em quay lại. Xe toàn bộ là xe mới 100%, chưa đi xuống đường bao giờ. Mới luôn 100% và rất đẹp. Đây, các bác nhìn này. Hàng rất đẹp các bác nhé. Đấy, cho nên là video này em kết thúc ở đây. Các bác quan tâm đến mẫu xe nào thì inbox trực tiếp các bạn, nhân viên nhà em sẽ tư vấn cho các bác kỹ hơn.